Sang qua Philippines, bản tin cho biết là cho bụi núi lửa đã làm tê liệt thủ đô Manila, cảnh báo có nguy cơ sóng thần. Cho bụi từ núi lửa Taal bao trùm thủ đô Manila của Philippines, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa trong ngày 13 tháng 1, theo chỉ thị của chính phủ. Trong ngày này, thị trường chứng khoán cũng ngừng giao dịch và hoạt động hàng không ở phi trường quốc tế Manila đã bị gián đoạn một phần, sau khi hơn 500 chuyến bay đã bị hoãn hoặc là bị hủy bỏ trong ngày Chủ nhật. Khẩu trang nhanh chóng đã trở nên đắt hàng sau khi nhà chức trách khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Nhà chức trách cũng đã cảnh báo nguy cơ sóng thần ở hồ nước quanh miệng núi lửa nếu núi lửa tiếp tục phun trào cho bụi. Tính cho đến thời điểm hiện tại, có hơn 240.000 người sống ở khu vực chung quanh núi lửa Taal đã phải đi di tản. Phía tây nam của núi lửa Taal, bầu trời ở các thành phố như là Agoncillo và Lemery đã bị màn khói bụi dày đặc bao phủ, ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân. Thị trưởng Agoncillo, ông Daniel Reyes, cho biết là một số ngôi nhà và tòa nhà đổ sập khi hứng chịu lớp cho bụi dày đặc chút xuống. Tại tỉnh Talisay Bantagas, lân cận, cơn mưa đã biến cho bụi thành bùn. Lực lượng cứu nạn phải dùng xe tải để đưa di tản những người ở các cộng đồng dân cư hẻo lánh, bị cô lập do mạng lưới điện và nước sinh hoạt bị cắt đứt. Trước đó, thì trong chiều ngày Chủ nhật, núi lửa Taal ở tỉnh Batangas, cách thủ đô Manila khoảng 90 cây số về phía nam, bất ngờ thức giấc và phun hơi nước và tro bụi lên cao khoảng 1.000 mét trong không trung. Nhà chức trách đã ghi nhận một số vụ động đất khiến cho một số ngôi làng gần núi lửa bị rung lắc nhẹ. Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại Philippines với 33 vụ phun trào trong lịch sử. Lần phun trào gần đây nhất của Taal là năm 1977. Taal là một ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới nhưng là một địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhờ cảnh quan quá đẹp.